quan điểm hạn hẹp và sai lầm. Con người được tạo thành từ chính những suy nghĩ của họ. Dhammapada. Quan điểm hạn hẹp và sai lầm là rào cản thứ hai ngăn cản việc bày tỏ mong muốn thật sự của con người. Chúng ta vô tình lập trình sẵn mọi thứ trong tâm tưởng, và giờ đây chúng âm thầm chi phối mọi hành động của ta. Nguồn gốc của niềm tin. Khi mới chào đời, tất cả chúng ta đều sở hữu một nội tâm mới mẻ và thuần khiết. Tuy nhiên, trong quá trình trưởng thành, không ít người đã bị những dòng tư tưởng hạn hẹp của truyền thống gia đình hay là những thông tin sai lệch từ những người xung quanh chi phối. Kết quả là tâm hồn họ dần bị thui chột và trở nên sơ cứng. Chúng ta thường được dạy rằng, hãy sẵn lòng cho đi. Ngoài ra chúng ta cũng được dạy rằng, không nên quá ảo tưởng để không phải thất vọng. Chẳng hạn như đừng mong đợi sẽ gặp được một người đàn ông nào đó giống như cha mình. Trong nhiều trường hợp, tốt hơn hết là ta nên giả vờ như không biết, còn hơn là nói ra những điều khiến cho người khác ngờ vực và phê bình. Cha mẹ, những người lập trình quan điểm cho con trẻ. Khi còn bé, phần lớn những ước muốn của chúng ta ít được người lớn quan tâm. Thậm chí trong nhiều trường hợp, chúng ta còn bị phê bình hoặc chế nhạo vì những nhu cầu và ước muốn đó. Chúng ta không được quyền lựa chọn hoặc đề cập đến những nhu cầu hay những sở thích mang tính cá nhân. Chúng ta như những con robot được lập trình sẵn, chỉ được làm những gì mà người khác sai bảo và nói những gì được phép. Bạn có cảm thấy những câu nói dưới đây quen thuộc với mình không? Đừng làm phiền mẹ bằng những câu hỏi của con nữa. Hãy để cho bà ngoại được nghỉ ngơi. Ba mẹ không muốn nghe thêm bất cứ điều gì về vấn đề này nữa. Ba mẹ không có thời gian cho việc này. Sao con chỉ biết nghĩ tới bản thân mình vậy? Hãy làm theo cách của mẹ này. Chừng nào còn sống ở nhà này thì con phải tuân theo những khuôn phép của ba mẹ. Nếu không nói được những điều tốt đẹp thì tốt hơn là đừng có nói gì hết. Nhanh lên, còn rất nhiều việc phải làm đấy. Ba mẹ không quan tâm con thích gì và muốn gì đâu. Nếu con im lặng và ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ thì mọi việc sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Con chỉ được làm những điều mà ba mẹ cho phép mà thôi. Trường học, môi trường hình thành nhân cách con người. Ở trường, nếu bạn yêu cầu giáo viên giúp đỡ, thì đôi khi bạn sẽ bị các bạn cùng lớp cho là bạn đang lấy lòng thầy cô hoặc là chơi trội. Chắc chắn không ai trong chúng ta muốn đưa ra một câu hỏi nào đó có vẻ ngớ ngẩn để nhận về cái nhìn khó chịu hoặc là những trận cười chế nhạo của mọi người. Vì thế thông thường là chúng ta chỉ thật sự bùng nổ khi đó là ý kiến của số đông. Trường học thật là buồn cười. Tôi ngồi tại một chiếc bàn màu nâu hình vuông giống như bàn của những đứa trẻ khác. Chợt nghĩ, tại sao chiếc bàn này không sơn màu đỏ? Phòng học của tôi cũng hình vuông và màu nâu, cũng giống như những phòng khác. Không gian thật bó buộc và ngột ngạt. Tôi ghét phải ghi chặt cây bút hoặc là viên phấn trong tay để viết nên những con số hoặc một chữ cái vô nghĩa nào đó. Tôi cũng không thích phải để chân chạm thẳng xuống đất trong khi cô giáo thì cứ đi qua đi lại quan sát. Tôi ghét phải viết những nét chữ thẳng, cứng cáp và theo mẫu có sẵn. Giờ học vẽ, tôi vẽ bức tranh một buổi bình minh với sắc màu vàng rực. Tôi rất thích bức tranh này. Thế nhưng khi cô giáo chìm vào bức tranh của tôi, cô đã hỏi, sao con không vẽ như bức tranh của Ken, nó đẹp đấy chứ? Chỉ toàn là những yêu cầu. Sau đó mẹ mua cho tôi một chiếc nơ như các bạn. Và cũng như các bạn, tôi luôn thích máy bay và tên lửa. Trick about school. Tác động của quan niệm xã hội. Quan điểm truyền thống cho rằng, đã là một đấng nam di đúng nghĩa thì phải mạnh mẽ, vững vàng và nhất là không được tỏ ra yếu đuối hay bày tỏ những ước nguyện của mình. Ngay từ nhỏ, các cậu bé đã học được cách chôn chặt nỗi đau cùng mọi ước muốn trong lòng và che đậy điều đó bằng vẻ ngoài lạnh lùng. Tư tưởng này đã ăn sâu vào tiềm thức, khiến cho họ nghĩ rằng việc yêu cầu người khác giúp đỡ là điều hoàn toàn không nên. Tác động của niềm tin và tín ngưỡng. Nhà thờ, các vị cha cố, các vị thiền sư đều ít nhiều ảnh hưởng đến suy nghĩ và quan điểm của con người đối với việc đưa ra lời yêu cầu cho những điều họ mong muốn. Nên cho hơn là nhận. Ngay từ nhỏ, tôi được nuôi dưỡng và dạy bảo với mong muốn sẽ trở thành một vị thánh. Trước đây, mẹ tôi từng có ý định vào nhà dòng để làm nữ tu,
Nhưng cuối cùng bà lại kết hôn và sinh ra tôi. Bà trao cho tôi ước mơ mà bà đã không thực hiện được đó. Vì vậy tôi không bao giờ được yêu cầu hay đòi hỏi những điều mình muốn. Tôi tham gia các hoạt động từ thiện nhằm giúp đỡ trẻ em mồ côi và những người đang sống trong khổ cực. Chúng tôi giúp đỡ mọi người, nhưng không có quyền mưu cầu hạnh phúc cho bản thân. Tôi được dạy rằng tôi không được mong muốn bất kỳ điều gì cho mình, và phải chắc chắn rằng khi tất cả mọi người đều đã có điều họ muốn, thì tôi mới có thể nghĩ đến nguyện ước của mình. Khi đó tôi từng hy vọng mình sẽ trở thành một nữ tu khổ hạnh. Chí ít như vậy thì bố mẹ cũng cảm thấy tự hào về tôi. Ngoài ra, mọi người xung quanh tôi cũng cho rằng nên biết quên mình vì người khác. Chắc chắn ta sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng vào kiếp sau. Đó là tất cả những gì tôi được dạy dỗ khi sống trong nhà thờ. Và tôi cũng đã sống như vậy. Kết quả là đã có lần tôi suýt chết vì căn bệnh hen suyễn do không thể yêu cầu những thứ mình cần. Tác động từ lời khuyên của bác sĩ. Từ trước đến nay, chúng ta luôn đánh giá cao vai trò của bác sĩ và cho rằng họ là người nắm trong tay mạng sống của mình, rằng bác sĩ luôn đúng và ta cần phải nhất nhất tuân theo lời họ mà không được phép hỏi bất kỳ điều gì, cho dù những thông tin đó có liên quan trực tiếp đến mạng sống của mình hoặc những người thân của mình đi chăng nữa. Chúng ta chỉ cần làm theo lời hướng dẫn mà không được thắc mắc về toa thuốc hay cách thức điều trị của họ. Chúng ta phải kiên nhẫn ngồi đợi hàng giờ liền tại phòng khám để chờ tới lượt mình mà không hề hỏi tại sao. Đôi lúc chúng ta phải chịu đựng thái độ lạnh nhạt và thậm chí là bỏ mặc của các nhân viên y tế. Vì sao lại xảy ra tình trạng đó? Đơn giản vì họ biết chúng ta cần tới họ và ta không còn sự lựa chọn nào khác. Có một câu chuyện thương tâm kể rằng một người mẹ trẻ bế đứa con đang sốt cao của mình vào bệnh viện. Các nhân viên ở phòng cấp cứu yêu cầu người mẹ nên bình tĩnh vì họ cho rằng đây là tình trạng rất phổ biến ở trẻ em. Họ bảo bà nên đưa đứa trẻ về nhà và nếu sáng hôm sau nó vẫn không hạ sốt thì hãy quay trở lại. Thế là người mẹ đáng thương đành đưa con về nhà. Dù lòng đầy bất an, nhưng bà vẫn không hỏi gì thêm vì tin tưởng vào kiến thức chuyên môn của bác sĩ. Đêm hôm đó, người mẹ đã thức trắng bên cạnh con mình và đến 6 giờ sáng, bà phát hiện ra một vết thâm tím dưới cánh tay của đứa bé. Bà lập tức kiểm tra khắp người con và tức tốc đưa con đến một bệnh viện khác. Lúc này toàn thân đứa trẻ đã nổi đầy vết bầm. Tại đây các bác sĩ tiến hành kiểm tra toàn diện cho đứa bé và thông báo cho người mẹ biết tình trạng nguy kịch của con bà. Đứa bé đã bị nhiễm phải căn bệnh viêm màng não, một căn bệnh thường gặp ở trẻ em do siêu vi trùng xâm nhập vùng mũi. Điều đáng nói là tình trạng của đứa bé đã không đến nỗi tồi tệ như vậy nếu như bệnh được phát hiện sớm hơn. Dù lần đó đứa trẻ đã qua khỏi, nhưng có lẽ đó là bài học mà người mẹ đó phải ghi nhớ suốt đời. Quan điểm hạn hẹp. Cuộc sống không thể đáp ứng tất cả mong muốn của con người. Nếu không được bày tỏ thì mọi ước muốn đều không được đáp ứng. Fulton Cookie. Một ông bố dắt đứa con trai của mình đi dạo. Cậu bé ngước lên nhìn những dây điện và hỏi, làm thế nào mà dòng điện có thể truyền qua được các dây dẫn mỏng manh thế kia? Người bố trả lời, bố không biết, bố không hiểu về điện cho lắm. Đi thêm một quãng, cậu bé lại hỏi bố điều gì tạo nên sấm chớp. Bố cũng không biết cái gì tạo nên sấm chớp nữa. Người bố trả lời. Trên suốt đoạn đường về, cậu con trai tiếp tục hỏi thêm nhiều câu nữa. Và cũng như những lần trước, ông bố hầu như không thể trả lời được câu nào. Khi gần tới nhà, cậu bé ngước nhìn bố và nói, bố ơi, con mong là bố không thấy khó chịu vì những câu hỏi của con. Lúc này người bố nhìn con trìu mến. Không đâu con à, đó là cách học hỏi rất tốt. Con có muốn học hỏi bằng cách nào nữa không? Speaker's Sourcebook, phần 2. Trong trường hợp này, nếu người cha không nhanh chóng tìm ra câu trả lời cho cậu con trai, thì có thể sau này, cậu bé sẽ không còn muốn đặt câu hỏi với bố mình nữa. Khi đó thì sự tò mò và óc sáng tạo của cậu sẽ không còn. Chẳng hiểu sao tôi luôn có suy nghĩ rằng, nếu tôi đạt được điều mà mình khao khát, thì cũng có nghĩa là tôi đã lấy đi của người khác một thứ gì đó. Phải mất một thời gian dài tôi mới nhận ra, suy nghĩ này của mình là sai lầm. Jane Bluestein.